Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng và kết nối cái tai nghe F9 này nhé. Đây, sản phẩm chúng ta này. Có các nút bịt, có cáp sạc và sạc dẫn, hộp sạc này. Bỏ sang bên nào. Đấy, cho tai vào hộp sạc. Nó hiển thị phần trăm pin. Phần trăm pin được hiển thị ở giữa này chính là phần trăm pin mà ở trong hộp sạc này vẫn còn nhá. Còn 38% là còn các vạch mà nháy nháy ở đây nó đang báo hiệu là đang sạc pin. Đấy thì sạc nó nháy ở đến mức vạch số mấy, nó gồm có bốn vạch đúng không? Số nếu mà khi nào mà nó đầy ấy thì nó sẽ đến vạch cuối cùng và nó dừng, nó không nháy nữa. Đó. Thì cách kết nối như sau, nó cũng đơn giản thôi. Các bạn bỏ đấy, bỏ tai nghe ra ngoài, bỏ hai cái tai nghe ra khỏi cái hộp sạc nhé, để ở ngoài. Các bạn để ở ngoài khoảng 15 giây là hai tai nghe nó sẽ tự động kết nối với nhau. Rồi các bạn vào phần cài đặt Bluetooth này. Đấy, mở Bluetooth ra tìm kiếm thôi. Đây chúng ta thấy rõ này. Nó khi tai nghe kết nối với nhau là một bên nhấp nháy và một bên không còn nhấp nháy nữa nhé. Trường hợp mà hai tai nó đều là nhấp nháy máy mà nó không 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 có bên nào tắt thì tai nghe đấy là chỉ nghe được một bên tai nhé, là không nghe được cả hai tai. Muốn nghe được cả hai tai là bắt buộc là hai tai nó phải kết nối với nhau, thì lúc đấy đấy cái tai nghe còn lại một bên là sẽ không nháy và một bên nó đang nháy. Đấy, tên thiết bị là này, F9 này, ấn vào kết nối này. Ok này. Đấy, nó hiển thị phần trăm pin ở đây là 100%, có nghĩa nó pin này nó đầy, nó được sạc đầy cho cái tai nghe này, nó được sạc đầy. Đây cái điện thoại Samsung này thì mình có thể thay đổi tên, mình kết nối với ấy nhá. Mình sẽ nghe thử nhé. Ở đây mình nghe thử luôn này. Tai nghe rất to luôn này. Các bạn cũng có thể nghe được luôn này. Tai nghe rất ok nhé. Bát chất rõ ràng, trầm bổng, ok. Thao tác, về thao tác trên tai nghe này thì nó cũng giống như một số tai nghe khác. Nó là mình sẽ chạm một chạm, nó là tạm dừng nhạc, và chạm tiếp một chạm là phát nhạc. Đấy, chạm hai chạm là qua bài. Chạm ba chạm là nó sẽ tăng giảm, tăng âm lượng, giảm âm lượng. Chạm hai lần này là qua bài nhé. Và các bạn phải chạm đúng và chuẩn nhé. Hai lần, một hai, nó chạm hai lần là qua bài này. Chạm ba lần là tăng giảm âm lượng. Chạm ba lần là ở bên tay tay trái là giảm, còn tay phải nó sẽ là tăng âm lượng nhé. Đấy, chạm giữ chạm giữ 5 giây là tìm kiếm CD. Đấy, các bạn thoát ra chạm giữ nhé. Chạm giữ thì nó sẽ tìm kiếm Google đấy. Đấy, nó tìm kiếm Google này. Đấy, nó sẽ tìm kiếm, nó chạm giữ 5 giây. Còn mình chạm giữ khoảng 10 giây nhé, là nó sẽ lại bắt tắt nguồn. Chạm giữ 10 giây là tắt nguồn. Chạm giữ tiếp 10 giây là nó sẽ lại bật nguồn trở lại nhé. Đấy, nó bật nguồn trở lại là nó lại tự động kết nối nhé.
Đấy, vừa nói mình vừa tắt nguồn đi này, thì mình bật nguồn lại, mình lại kết nối lại nhé. Đấy. Nãy mình quên là tai nghe là chưa bật nguồn lại nè. Mình phải bật nguồn cả hai tai lên thì nó mới kết nối lại nhé. Ở đây thì cái tai nghe này, ví dụ chúng ta bỏ tai vào lóc thì nó sẽ tự động ngắt kết nối. Đấy, chúng ta bỏ tai nó tự động ngắt kết nối. Tự động ngắt kết nối với điện thoại. Bỏ tai nghe ra là tự động ngắt, nó tự động ngắt. Đấy, bạn bỏ tai nghe ra nó tự động kết nối này. Đây, các bạn nhìn rõ chưa? Bỏ tai nghe ra là nó tự động kết nối.